Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa hằng ngày cho thiếu nhi trong quyển Thế giới mới tuổi thơ số 63 ngày 26. Cái hôn phản bội. Kinh Thánh Luca đoạn 22 câu 47 đến câu 53. Câu ghi nhớ Luca đoạn 22 câu 48. Đức Chúa Giêsu hỏi rằng: Hỡi Giuđa, ngươi lấy cái hôn để phản con người sao? Đức Chúa Giêsu hỏi rằng: Hỡi Giuđa, ngươi lấy cái hôn để phản con người sao? Chúng ta cùng đọc Kinh Thánh ở trong Luca đoạn 22 câu 47 đến câu 53. Kinh Thánh Tân Ước trang 1010. Khi Ngài còn đương phán, một lũ đông kéo đến. Tên Giuđa, một trong 12 sứ đồ đi trước hết, lại gần Đức Chúa Giêsu đặng hôn Ngài. Đức Chúa Giêsu hỏi rằng: Hỡi Giuđa, ngươi lấy cái hôn để phản con người sao? Những người ở với Ngài thấy sự sắp xảy đến, bèn nói rằng: Thưa Chúa, chúng tôi nên dùng gươm đánh chăng? Một người trong các sứ đồ đánh đầy tớ của thầy cả thượng phẩm và chém đứt tay bên hữu. Nhưng Đức Chúa Giêsu cất tiếng phán rằng: Hãy để cho họ đến thế. Ngài bèn rờ tay đầy tớ ấy, làm cho nó được lành. Đoạn Đức Chúa Giêsu phán cùng các thầy tế lễ cả, các thầy đội coi đền thờ và các trưởng lão đã đến bắt Ngài rằng: Các ngươi cầm gươm và gậy đến bắt ta như bắt kẻ trộm cướp. Hằng ngày ta ở trong đền thờ với các ngươi mà các ngươi không ra tay bắt ta. Nhưng này là giờ của các ngươi và quyền của sự tối tăm vậy. Câu ghi nhớ của chúng ta ở trong câu số 48. Chúng ta tô màu câu ghi nhớ. Đức Chúa Giêsu hỏi rằng: Hỡi Giuđa, ngươi lấy cái hôn để phản con người sao? Chúng ta cùng đọc câu ghi nhớ đã được tô màu ở đây. Đức Chúa Giêsu hỏi rằng: Hỡi Giuđa, ngươi lấy cái hôn để phản con người sao? Bây giờ chúng ta làm ở trang bài tập của chúng ta. Trong phần tìm hiểu, những ai đang có mặt tại vườn Gethsemane trong đêm Chúa Giêsu bị bắt? Ở trong câu 47 câu 52, chúng ta xem nhé. Câu 47 câu 52. Khi Ngài còn đương phán, một lũ đông kéo đến, tên Giuđa, một trong 12 sứ đồ đi trước hết, lại gần Chúa Giêsu. Như vậy chúng ta thấy có Giuđa. Câu 47 và câu 52. Đoạn Chúa Giêsu phán cùng các thầy tế lễ cả, các thầy đội coi đền thờ và các trưởng lão. Chúng ta thấy ở đây có các thầy tế lễ cả, các thầy đội coi đền thờ và các trưởng lão. Như vậy chúng ta điền tên những người này vào ở trong các cái ô trống. Thứ nhất là Giuđa. Và chúng ta nhớ Giuđa này là Giuđa Iscariot. Rồi, thầy tế lễ cả. Tế lễ cả. Thầy đội. Thầy tế lễ cả là thầy tế lễ, người dân của lễ cho dân sự, giống như là mục sư truyền đạo bây giờ. Thầy đội. Thầy đội là người chỉ huy quân lính, giống như là đội trưởng của đội công an. Rồi, thầy đội coi đền thờ và các trưởng lão. Trưởng lão là những người lớn tuổi và những người làm ở trong trưởng lão.
Tiếp theo, dấu hiệu nào để người lính biết đó là Chúa Giêsu và bắt ngài? Câu 47-48, dấu hiệu nào các em? À, các em thấy ở trong cái bức hình ở đây, đây là Chúa Giêsu, đây là Judas Iscariot. Judas Iscariot dùng dấu hiệu nào để cho các người lính biết rằng đó là Chúa Giêsu và bắt ngài? À, đó là ông hôn Chúa, và đó là dấu hiệu để biết rằng cái người mà ông hôn đó là Chúa Giêsu và hãy bắt người đó. Cho nên cái dấu hiệu ở đây là Judas hôn Chúa. Và chúng ta thấy rằng cái hôn là thể hiện cái tình cảm yêu thương. Khi các em yêu thương ba mẹ của mình, hôn ba mẹ của mình, thì mình yêu thương anh chị em của mình, mình hôn anh chị em của mình. Nhưng mà ở đây ông Judas Iscariot lại lấy cái hôn để làm dấu hiệu, và đó là sự phản bội Chúa. Ông nộp Chúa hay là để cho người ta bắt Chúa, đó là cái sự phản bội. Và Chúa cũng rất là yêu thương, và Chúa hỏi ở trong cái câu ghi nhớ, chúng ta thấy đó, Chúa không có nói nặng, hay Chúa không có la, Chúa không có trách ông Judas Iscariot, nhưng mà Chúa hỏi rất là nhẹ nhàng. Hỏi Judas, ngươi lấy cái hôn để phản con người sao? Và câu hỏi này Chúa hỏi để nhắc nhở, để rồi Judas Iscariot có thể ăn năn, từ bỏ cái tội lỗi của mình. Nhưng rất tiếc là Judas Iscariot không có ăn năn, ông chỉ hối hận thôi, và ông không có được tha cái tội của mình. Tiếp theo, Chúa Giêsu đã nói gì với đám đông kéo đến bắt ngài? Câu 52-53. Chúa nói gì? Câu 52-53. Các ngươi cầm gươm và gậy đến bắt ta như bắt kẻ trộm cướp. Hằng ngày ta ở trong đền thờ với các ngươi mà các ngươi không ra tay bắt ta. Nhưng này là giờ của các ngươi và quyền của sự tối tăm vậy. Chúa Giêsu nói rằng họ bắt Chúa như bắt kẻ trộm cướp. Hằng ngày Chúa ở đền thờ, sao họ không bắt? Các em có biết tại sao mà Chúa ở đền thờ, hằng ngày Chúa giảng đạo, Chúa chữa lành, Chúa làm phép lạ mà họ không có dám bắt Chúa không? Bởi vì nếu họ bắt Chúa trong lúc đó thì dân chúng sẽ tố cáo họ, dân chúng sẽ nổi loạn, bởi vì dân chúng biết Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, và Chúa Giêsu là đấng quyền năng, Chúa Giêsu yêu thương và Chúa Giêsu chữa lành cho họ. Cho nên những người lính này không có dám bắt Chúa ban ngày ở trong đền thờ lúc Chúa đang giảng đạo và làm phép lạ. Nhưng vào ban đêm và ở nơi vườn Gethsemane, họ đến họ bắt Chúa. Vườn Gethsemane trở nên hãi hùng do một học trò khi gặp thầy là tay phải bắt lên tay trái của thầy và hôn. Chính hành động này là dấu hiệu mà Chúa Giêsu bị bắt bởi một môn đệ của mình. Và chúng ta thấy rằng Judas Iscariot đã hôn Chúa Giêsu, và bọn lính biết rằng người mà Judas hôn đó là Chúa Giêsu, và họ bắt Chúa Giêsu. Và khi đó thì ông Phi-e-rơ đã rút cái gươm của ông ra và chém đứt cái lỗ tai của người lính, rớt cái lỗ tai ra luôn. Và Chúa là đấng yêu thương, và Chúa là đấng làm phép lạ. Chúa Giêsu lấy cái lỗ tai đó gắn lại, và Chúa Giêsu chữa lành cho
cái người lính này và cái lỗ tai của anh ta được dính trở lại, được lành. Chúa rất là quyền năng và Chúa cũng yêu thương, dù cái tên lính này đến bắt Chúa nhưng mà Chúa vẫn yêu thương và Chúa chữa lành cho anh ta. Trong phần nhận biết, điều tồi tệ nhất là dùng dấu hiệu của tình yêu để phản bội. Chúng ta thấy như đã nói đó, thì hôn là dấu hiệu của tình yêu. Khi chúng ta yêu thương ai thì chúng ta hôn người đó. Nhưng mà Giuđa lại dùng cái hôn này để phản bội Chúa. Và đó là cái điều rất là tệ, rất là xấu. Thực hành: em nguyện luôn làm môn đệ trung tín của Chúa Giêsu, môn đệ hay là môn đồ hay là học trò, luôn là học trò, là người đi theo Chúa Giêsu một cách trung thành, không có phản bội giống như là ông Giuđa đã làm. Bây giờ chúng ta ghi ra lời cầu nguyện nhé. Em cầu xin Chúa cho bất cứ ý nghĩ hành động nào của em cũng không làm em là kẻ phạm tội, kẻ phản bội. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa cho con luôn yêu mến Chúa. Xin Chúa cho con luôn yêu mến Chúa. Trung tín với Chúa trọn đời con. Trung tín với Chúa trọn đời con. Chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nhé. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa cho con luôn yêu mến Chúa, trung tín với Chúa trọn đời con. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.